Bản tin quân sự thế giới hôm nay ngày 19 tháng 6 có những nội dung sau. Quân đội Nga nhận xe chiến đấu bộ binh BMP-3 nâng cấp đặc biệt. Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Italy cân nhắc chuyển tên lửa Storm Shadow tới Ukraine. Sau khi vừa chuyển giao lô hai máy bay chiến đấu Su-34 Fullback cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga, tập đoàn Rostec tiếp tục công bố một đợt giao hàng quan trọng khác cho lực lượng vũ trang Nga. Theo Bulgarian Military, một lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3 đã được vận chuyển bằng đường sắt từ nhà máy Kugan cho lực lượng vũ trang Nga. Mặc dù Rostec không nêu rõ số lượng cụ thể, nhưng theo đoạn video do tập đoàn công bố cho thấy ít nhất 20 chiếc BMP-3 đã được chuyển giao. Trang Top War tiết lộ, những thiết giáp này đều được trang bị thêm giáp bảo vệ Nakida để tránh bị phát hiện. Để tránh bị phát hiện qua ảnh nhiệt nhằm nâng cao khả năng sống sót của BMP-3 trên chiến trường. Nakida, Nakida về cơ bản là một lớp vải ngụy trang đặc biệt, sử dụng công nghệ cho phép hấp thụ và phân tán sóng radar từ khí tài trinh sát và tấn công của đối phương. Từ đó giúp xe tàng hình. Ngoài các phương tiện cơ giới, Nakida cũng có thể được... Nakida cũng có thể sử dụng để bảo vệ các mục tiêu cố định như công sự, tòa nhà. Ngoài đặc tính hấp thụ sóng radar, Nakida còn có khả năng cách nhiệt, nói cách khác, Nakida ngăn nhiệt. Nói cách khác, Nakida ngăn nhiệt sinh ra trong quá trình vận hành của xe và giữ cho phương tiện có nhiệt độ bằng với môi trường xung quanh, do đó xe có thể tránh bị thiết do đó xe có thể tránh bị thiết bị ảnh nhiệt của đối phương phát hiện. Điều này đặc biệt quan trọng cho các hoạt động tác chiến ban đêm hoặc trong môi trường ảnh nhiệt được sử dụng để trinh sát và nhắm bắn mục tiêu. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, SIPRI, Trung Quốc đã bổ sung thêm 90 đầu đạn vào kho dự trữ hạt nhân, nâng tổng số lên 500 đầu đạn tính đến tháng 1 năm nay. Tờ South China Morning Post cho biết tổng số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Trung Quốc hiện ở mức khoảng 238 và có thể vượt qua con số 800 của Mỹ hoặc thậm chí là 1.244 của Nga trong vòng 10 năm tới. Mặc dù con số này vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với hai cường quốc. Mặc dù con số này vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với hai cường quốc hạt nhân lớn nhất là Nga và Mỹ, nhưng điều này cho thấy Bắc Kinh đang đẩy nhanh nỗ lực thu hẹp khoảng cách để tăng cường năng lực hạt nhân của mình. Kho dự trữ hạt nhân toàn cầu hiện có 3.904 đầu đạn hạt nhân đã sẵn sàng triển khai, cùng 5.681 đầu đạn khác đang được niêm cất. Tổng số đầu đạn hạt nhân đang ở mức đáng báo động là 9.585. Trong số các cường quốc hạt nhân nhỏ hơn, Ấn Độ được cho là có 172 đầu đạn trong kho dự trữ, Pakistan sở hữu 170, Triều Tiên có khoảng 50 và Israel là 90. SP SIPRI cũng ước tính rằng Triều Tiên có vật liệu hạt nhân cần thiết để có khả năng tăng vọt. Triều Tiên có vật liệu hạt nhân cần thiết để có khả năng tăng kho vũ khí của mình lên 90 đầu đạn. Tờ Italy Fatto Quotidiano đưa tin, Italy đang cân nhắc gửi tên lửa Storm Shadow tới Ukraine trong một phần của gói hỗ trợ quân sự mới. Việc chuyển giao có thể diễn ra vào cuối tháng này. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa được phóng từ trên không do Pháp và Anh hợp tác phát triển. Tên lửa này được thiết kế nhằm tấn công các cơ sở hạ tầng kiên cố như căn cứ không quân, trạm radar, trung tâm liên lạc và các mục tiêu di động cũng như cố định cũng như cố định của đối phương. Tên lửa này được thiết kế nhằm tấn công các cơ sở hạ tầng kiên cố như kh... tên lửa này được Tên lửa này được thiết kế nhằm tấn công các cơ sở hạ tầng kiên cố như căn cứ không quân, trạm radar, trung tâm liên lạc và các mục tiêu di động cũng như cố định của đối phương. Được biết đến với độ chính xác cao và khả năng được biết đến với độ chính xác cao và khả năng tránh né hệ thống phòng thủ của đối phương, Storm Shadow là một vũ khí uy lực trong chiến tranh hiện đại. Storm Shadow có chiều dài khoảng 5,1 mét và có trọng lượng khoảng 1.300 kg, trong đó đầu đạn nặng 450 kg. Tên lửa được trang bị động cơ phản lực, cho phép duy trì độ cận âm khi bay quãng đường dài, động cơ này được thiết kế để mang lại sự cân bằng giữa tốc độ và hiệu quả sử dụng nhiên liệu, cho phép tên lửa tiếp cận mục tiêu một cách chính xác. Bên cạnh đó, tên lửa còn được tích hợp các hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính, định vị toàn cầu INS hoặc GPS và dẫn đường tham chiếu địa hình, cho phép tên lửa bay ở độ cao thấp, tránh bị radar của đối phương phát hiện. Tên lửa cũng được trang bị đầu dò hồng ngoại để dẫn đường ở giai đoạn cuối.